Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Những chòm sao đào hoa nhất tháng 9, ngại gì không yêu, sợ gì không cưới. Tháng 9, tháng của những cơn gió thu man mác, tháng của những cảm xúc thật lãng mạn và ngọt ngào. Những chòm sao đào hoa nhất tháng 9 chắc chắn sẽ có những phút giây hạnh phúc tuyệt vời bởi người yêu, được yêu và quan tâm thật nhiều. Hãy cùng Lịch ngày tốt điểm danh những chòm sao đào hoa nhất tháng 9 này nhé. Bạch Dương. Một trong những chòm sao đào hoa nhất tháng 9 phải kể tới Bạch Dương. Sau khoảng thời gian kiên trì, nhẫn nại hiếm có, cuối cùng bạn cũng thấy hy vọng cuối con đường rồi. Người đầu thân gặp được đối tượng phù hợp với mục tiêu của bản thân, sẵn sàng tiến đến để chinh phục ái tình. Người đang yêu thì tăng tiến mối quan hệ lên một bước mới, xúc tiến đến việc kết hôn trong thời gian tới. Nếu những người trước đây luôn than phiền rằng cừu trắng nên hạ thấp những yêu cầu của mình thì mới mong thoát kiếp cô đơn, nay bạn đã chứng minh được chỉ cần tự tin, nhất định sẽ có chân mệnh thiên tử xứng đáng xuất hiện. Các cặp đôi đang yêu nhau từng mừng chuẩn bị cho tương lai không xa, biết đâu một đám cưới đang đến thật gần đấy nhỉ. Cự giải. Tháng này, chòm sao đa sầu đa cảm như cự giải không phải buồn phiền về ái tình, chỉ dùng sự nhạy cảm của mình mà cảm nhận về tình yêu thôi. Người độc thân thì có tri kỷ, có bạn lòng thấu hiểu tâm tình, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Khám phá mối quan hệ giữa chòm sao cự giải với các chòm sao vừa trong nhóm nước, lửa, khí và đất thì sẽ tìm ra dễ tâm đầu ý hợp nhất với bạn đấy. Người có đôi có lứa thì tay trong tay, cùng nhau gần gũi ấm áp, thân thiết không thể tách rời. Hai bạn đang dần biết cách ở bên nhau hòa hợp nhất, bình yên nhất. Người để yêu thì dễ kiếm, tri kỷ thì có tìm, khó vậy mà trong tháng 9 cự giải cũng làm được đấy. Nếu bạn quyết tâm thoát ế thì chỉ trong chớp mắt thôi, còn nếu vẫn muốn tận hưởng những khoảnh khắc mập mờ lãng mạn khi tán tỉnh nhau thì cứ thoải mái đi, thuận theo tự nhiên mà làm. Các cặp đôi hãy đi du lịch cùng nhau, những địa điểm đẹp tuyệt vời vào mùa thu sẽ giúp cho hai bạn có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Xử nữ. Một trong những cung hoàng đạo đào hoa nhất tháng 9 không thể bỏ lỡ xử nữ, nồng nhiệt mà chân thành, nóng bỏng nhưng mà điềm đạm, chính là những sắc thái tình yêu của bạn. Người độc thân thu hút biết bao ánh nhìn của những người khác phái, cứ từ từ mà chọn lựa, nhân duyên tốt là duyên đến đúng lúc, người đang yêu duy trì bầu không khí dễ chịu, hai hoa có thể tan vào nhau. Mấu chốt của hạnh phúc nằm ở thái độ, xử nữ chẳng việc gì phải lo lắng quá nhiều, cứ tận hưởng những điều mình đang có. Với đối tượng ưng ý, hãy quan sát và tìm hiểu thật kỹ, lắng nghe tiếng lòng mình. Với người yêu, tạo cho họ một chút bất ngờ nho nhỏ để hâm nóng mối quan hệ này đi. Ví dụ như là một bữa tối lãng mạn do chính tay bạn chuẩn bị hoặc một món quà mà người ấy đã thích từ lâu chẳng hạn. Hổ cáp. Nếu cần phải tìm ra chòm sao yêu đương tốt đẹp nhất trong tháng 9 tử vi của 12 cung hoàng đạo thì chắc chắn đó sẽ là hổ cáp. Con người này nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm thì khao khát yêu thương, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Và chính bản thân bạn cũng tìm lại được sự tự tin cũng như hứng thú với tình yêu, hướng về phía trước, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, không có chỗ nào cho chần chừ. Người độc thân có cơ hội bất ngờ gặp được đối tượng thú vị khi dạo phố, khi đi cà phê cùng bạn bè hay là khi đi làm, thậm chí là cả lúc bạn chạy vội ra ngoài mua đồ cũng có thể va vào người đó ấy. Đến lúc ấy thì phải thật đẹp và hấp dẫn đấy nhé. Người đang yêu thì lại có những cảm xúc mới mẻ hơn, trẻ trung hơn đối với mối quan hệ của mình. Bạn dần biết cách dung hòa cả hai cá tính rồi đấy. Những chòm sao đào hoa nhất tháng 9 kia ơi, còn chần chừ gì nữa mà không sống hết mình, trọn vẹn cho tình yêu. Bạn đang có một thiên thời, địa lợi, rồi chỉ cần bản thân thật thoải mái, phấn chấn và dám dấn thân, dũng cảm với những cảm xúc thật của mình thì chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười và ngày càng rạng rỡ hơn thôi. Trông duyên đợi phận, nó tới rồi thì nắm cho chắc nhé, không có cơ hội lần thứ hai đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.